Ui lâu thế. Ra mà xem này. Kinh điển. Mày thấy cá này bao giờ chưa? Thấy cá này bao giờ chưa? Chưa. Đấy, cho xem này. Đây. Đây. Mày thấy cá này bao giờ chưa? Đây. Đấy. Ui, đứt dầu đó. Kinh điển không? Đánh lắm. Ui, điêu. Điêu cái gì? Sao cá gì mà mắc ở mắt nè? Cá cái mồm nó ở đây cơ mà. À, thì lúc chắc là nó ăn đấy, nhưng mà giật, kiểu tao giật nó liệm cái lưỡi vào mắt nó ấy. Chặt thứ. Mà đây là gì? Cái là... Cái gì? Anh... À, nào, cái gì? Chả cá gì? Mày chưa thấy cá này bao giờ đúng không? Em biết chưa con này nha. Biết chưa gì? Mực phải không? Mực. Con này chỉ ngoài biển này. Nó là phép. Mày. Câu được. Tao câu được thật. Này, câu ngoài được biển. Mực ở cái ao. Người ta đấy, người ta thả về đây thì sao? Câu được mực ở nước ao nước phân này à? Nước quấn. Nó về đây nó chết luôn, nó trắng bụng rồi. Đấy, đây, trắng bụng đây này. Sắp thì... chết thì tao câu được lên. Người ta đấy về đây người ta thả. Nào, hôm nay cho cái gì? Cho cái gì mà cho tao câu được? Cho. Cho cái gì? Cho. Hả? Khoan. Khoan. Thế mà là đấy. Chắc nửa mày xem mày biết con này là con gì không? Em biết chưa, em xem TV suốt đi. Xem TV suốt đi. Biết con này con gì? Thôi mày đi về đi, tao ra tao phê mày thôi chứ. Về đi, anh về đi, anh lừa em ra đây để ăn hôm nay. Lừa mày ra đây để ăn, tao ra chủ yếu là để khoe thôi, cho rồi hết việc rồi. Không. Đi về chơi tiếp đi. Hả? Em phải ăn đi. Ăn, ăn cái màn đấy. Em ra thấy, thì anh để cái cây, củi em đã biết chưa là anh lừa nhé. Đây, kìa. Tao này khôn phết nhỉ. Đừng, múa dìu qua mắt thơ. À, con này khôn phết nhỉ? Ăn gì là ăn lắm khôn phết đấy nhỉ? Thì anh... Nướng. Nướng thì anh cần nóng củi. Siêu cay đi. Siêu cay khứa ra siêu cay. Nhưng mà mày chỉ được ăn một cái rau này thôi. Điêu. Điêu. Em phải ăn hết cái này. Điêu cái gì? Người ta tặng tao tặng mày à? Tặng em nhá. Tặng mày ra mà lấy. Không. Đi lên nướng. Siêu cay. Đi lên nướng siêu cay. Sao Phan tặng anh không xin cái con to to rồi? Ăn mày đòi tặng con bị ý thế. Tặng hẳn con cá mập cá đuối ấy. Ăn mày đòi cái gì ác với anh nhỉ? Cái này là cái... Chim nó à? Cái này là cái tua. Dài thế. Ui, nhìn này. Đây là cái gì? Ui, răng này. Răng này không biết phải răng không nhỉ? Cắt ra thì xem nhá. Ôi, ôi. Ui, nhìn không phải. Nhưng mà đấy. Cái bảng ấy. Đây là như kiểu cái... Mà răng làm sao lại tỏi được giá? Cho anh về mà làm nó điếu. Ôi lời, lại cái nữa. Điều ác nhỉ. Cái gì nữa đấy? Hình như phải mổ cái này ra này. Không phải. Mổ cái này ra này. Sao nhìn đẹp thế nhỉ? Nhìn như kiểu... À, anh về làm bọc quạc này. Đeo bọc quạc. Nhìn nó đẹp, đẹp hơn cả vuốt gấu, vuốt viết các kiểu. Đẹp thế, mỏ chim ưng ấy, giống này. Đấy, cái này có quái gì ở trong đó? Ui! Mật, mật, mật. Nó có cái gì ấy, mật kìa. Tỏ quá. Ui, chắc ngọt ấy. Thế em nhớ. Sống không nội? Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Cục này hình như không ăn được. Ấy, ăn đây là mát. Bỏ nhỉ? À, xẻo bỏ. Sao lại bỏ? Từ, cắt xẻo mát nó ra. Nó im không? Để cái nổ đấy, em đi ăn cái nổ đấy. Nhưng mà nó bẩn này. Bẩn khỉ ấy. Mày ăn gì ấy? Em ăn. Thì ướp tắt. Mày khứa nó ra đi. Đã ướp. Khứa này ấy. Cho mày hôm nay ăn siêu cay thoải mái nhá. Khứa này á? Ừ, đấy, đưa đây tao khứa cho. Anh không khứa đây à? Thì nữa cái đấy dày nhá.
con này dày mình. Ôi, cứ chéo này nữa. Đấy. Đứng hẳn đây đi. Dày nhá. Ăn khỏe lắm. Này 2 cân ấy. Em mới được xem trong tivi thôi, chứ được ăn. Ta cũng thế. Phan em VIP nhỉ. Cho hẳn con ở dưới. Đấy, dưới biển. Bình thường. Bình thường gì? VIP đấy. VIP. Pro. Người ta nhắm lửa đi. À, xót tay quá. Không thể cứ đều ra chứ. Thế thôi. Ui, vàng hiếu. Em ra em nhắm lửa nhé. Ừ. Đóng luôn dưới ao này. Dưới là mép ao cho nó dâm. Dưới ao á? Ừ. Ờ, lấy đi. Ui, nó ngấm gia vị rồi anh ạ. Cho xuống đây, cho xuống đây. Ăn ngon, thôi thôi. Cái phên nữa. Đến đâu, anh nhảy lên đi. Chết đấy. Em đi phên đấy. Trên đấy cho các bạn xem rất là tuyệt vời, thấy chưa? Mang đây. Ui, cái này liệu có đủ không nhỉ? Hả? Cái này liệu có đủ không nhỉ? Đủ gì? Anh phải đeo một lúc vào chồng rồi. Không. Đủ chỗ để nướng không ấy. À, không cần. Đang làm món gạch xuống. Ừ. Đang làm tí. Con mực nó nặng nó phồng phồng. Đây, chạy đi chặt cái cây để xiên cái đầu nó nướng riêng. Thôi á? Ừ. Thế nào? Thế nào? Thế được, cái gì cũng được. Được, cái này là xiên. Hả? Xiên. Cười chưa các bạn? Lâu thế? Hả? Cây đấy á? Chặt cây... Mà thôi, để tôi chặt cho. À, anh xuyên qua cái đấy à? Con để tua. Tua quấn này. Ui, cái hơi khó nhằn. Ui, đang mọc cây sen này nhá. Đang mọc cây sen rồi. Cây sen. Sao đến mua sen ăn sen thôi rồi. Sao có thể giải quyết được cái món này nào? Anh lấy dây thép cuốn vào. Được. Ui, khói quá. Khói quá đấy. Wow.
Tuyệt vời không mặt trời đấy. Các bạn đã thấy kích thích chưa? Cầm cái này, cái này để tao lật cái này. Lật á? Anh chụp vào phơn anh lật cả xíu luôn à? Anh chụp vào phơn á? Cẩn thôi đi, đi kéo đổ. Đổ đá. Cái này là gì? Đấy, ngắt thế kìa. Ui, mọi công sức đổ vào đó. Cầm lấy. Anh đi. Ta phải xới lại cái chỗ này để nướng. Anh đặt nó bẹt xuống. Hả? Tảo lao rồi đấy, lại còn rác. Đặt nó bẹt xuống. Đói quá dừng chân. Đó. Đói run chân run tay. Vẫn thấy anh gì đi. Cái gì? Anh Phan tặng một cái đồ đồ. Kẹp bẩn vào, kẹp vào. Rơi nó cũng không bị bẩn. Biết rồi nhưng mà tao định nướng cả hai luôn. Cái này nướng sau. Ăn cái kia trước, đói quá. Không, cái này còn... Hả? Không, cái súp tua. Súp tua bây giờ làm nào được? Cái phên bé quá. Sao chả ai muốn bảo em để tăng lên cái phên đó. Không phải bảo người ta nướng luôn cho mà ăn. Đúng rồi đấy. Dẹo xèo. Đấy, để im, đâu mà làm gì? Không phải gai, gai làm để làm gì? Gai được ý nghĩa gì? Có rồi, tao chuẩn bị đầy đủ hết đầu rồi. Đó. Ui, chín rồi. Nhanh lên. Đưa mâm đây. Cứ phải hết sức bình tử. Tao đói lắm rồi. Ui. Cái gì cũng phải bình tử. Sao được? Rồi. Bỏng. Mang lên trên ăn đi. Ăn trước cái con này đã, con này nướng sau. Mày ở đây nướng con đấy đi. Không. Tao lên tao còn làm gia vị các kiểu. Cây ăn này. Anh ra mùi ớt thì ăn. Ủa, mùi ớt cay lắm rồi. Không, mùi chanh tiêu ấy. Đây, đặt con kia lên đây. Mùi tạc lên ăn á. Tạc lên ăn à. Lên. Đặc khẳng đấy. Mùa đây. Ngồi đi. Nhưng ngồi đâu? Mình ngồi đâu thì mình ngồi. Chỉ một chỗ rồi. Không đi để mực vào đâu. Anh phải kê chân lên được không? Từ từ. Đây là nước à? Đấy. Ngồi cẩn thận nha. Đấy, mời các bạn mình nước cam heo nha. Ây da. Mời tất cả mọi người nhé. Ôi. Có thì nhịn thôi. Ôi, chìm luôn này. Mày mở rồi nó chả chìm. Để cũng cẩn thận thì nhịn nhá. Nó đưa ơi.
Đói quá, anh em mình phải chén trước tí nữa nướng cái kia sau. Mời tất cả mọi người nhá. Mất cả nước. Ừ, vỡ. Rồi rồi. Tất cả mọi người nướng mực nhỉ. Ừ, chẳng chấm nó ngon. Mực chấm mực tạc nha. Cay. Không chấm nó ngon rồi. Cháo ướp vừa luôn. Ừ. Tuyệt vời. Ừ. Quên mất cái nướng cái dầu trước. Mà hộp tí giặt cái sao. À. Dài dở quá. Thơm nhỉ. Này ngày nào cũng có người tặng này tốt. Anh bận. Làm được ăn miếng dày hả? Ừ, cắt ra miếng dày à? Ngon nhỉ. Cái quá. Cái quá. Miếng dày không ngon bằng miếng mỏng. Quá mồ hôi à. Ăn mồ hôi đã có giải nhiệt. Tao không có. Có lon nước ngọt thì mày cũng làm rơi được. Đấy, để cẩn thận này. Đấy. Ngọt em. À, muốn ăn không cay không? Bóc một cái chút này ra. Cay mới ngon. Cắt kẹp này. Đấy, chấm bông. Tất cả mọi người nhé. Miếng này mình tự tin mà chấm mù tạc nữa cơ. Khoáng mạnh mù tạc lên. Ui, xanh này hả? Xanh thì nó mới đấy. Sốc. Hay là mày chấm riêng cái mù tạc này, tao để riêng. Không. Ui, nhiều thế, mày cho nhiều thế. Ờ, sốc quá. Mày chấm chấm sâu vào nhá, khoáng mạnh này. Đấy, ta để riêng cái này phần mù tạt riêng. Cắt đi, cắt thành miếng hết đi. Thôi được rồi. Ăn cho nó đậm. Đậm, ở đấy là đậm. Cắt nghe làm cả miếng to đi. Ăn miếng chỗ nào cắt chỗ đấy. Nào, đây, phần dày nhất này. Thấy em ăn đấy. Đây, cho phần dày nhất nhé. Úi xồ. Ây. Gì đâu. Như cục xốp luôn. Mời các bạn nhá. Tao thấy vừa rồi chấm rồi. Thấy không? Trướng cho nhiều mà chấm. Ăn quen rồi, cũng như lần đầu. Lần đầu ăn khóc rồi, mình khóc ấy. Ngày trước ở trên Tạ Hiện, anh à mình đã lần đầu tiên được ăn cái con mực khổng lồ này, mà nó treo trên cái xe gì này, xe bán hàng rong ấy, người ta bán. Tạ Hiện ở đâu? Phố Tạ Hiện, phố đi bộ ở trên, à không phải phố đi bộ. À, hôm nay anh cho em đi bộ phần. Ở trên phố cổ ấy. Nhé. Ngày đấy thấy thèm lắm nhưng mà sinh viên không có tiền. Cho em đi bộ phần, phố đi bộ ấy. Ở đấy sinh viên không có tiền, vào mua nhá. Chết bà mày đi. Tham à, chấm tham à. Chấm được phải không? Ba tham à. Thành quá. Ê nhưng mà chỗ nhạt này chấm ăn trứng lắm. Ừ. Cái giống một lúc một tê. Ăn xong như giờ muốn gặp ông bà ông bà luôn. Bạn lúc nào lúc nào mà có dịp thưởng thức ấy, mua cái con thật to rồi. Nhưng mà cái con nhỏ ăn ngọt hơn nhỉ? Em thích ăn con nhỏ mà. Nhai sướng rồi, chốc chốc.
tùy khẩu vị từng người. Ăn ăn khoái được. Giờ tao cắt cho. Nào, mày thích chỗ dày hay chỗ mỏng? Dày. Đây, chỗ này dày nhất nhá. Ui à. Thôi em ăn cấm một cả. Này. Ăn ngon nhỉ. Ui trắng bông này. Kiểu như kẹo cao su, à nó như kiểu gì nhỉ? Bột gạo ấy nhỉ? Ừ, ô vip nhỉ. Càng còn tổ thế. Cặng hàng lô biển không? Đúng món thời trường em thích. Biển ai chả thích. Ăn cái mai nó sật sật ngon hơn. Thôi anh phải cho em đi biển á. Ừ. Biển nó ăn. Thích cái ly thôi chứ không cái gì. Trời đi biển này gà ai chăm. Ừ, hôm trước đi Hà Nội có tí về hai gà đánh nhau. Gà Mao Đệ đánh nhau với gà Mao Ca. Kết quả là gà Mao Đệ sắp chết tòi. Chẳng qua đá lồng thôi. Đá lồng cái gì biết con nào ra trước. Con gà mày mẹ trạng 30, gà tao có 25. Thì gà em đá lồng là mày xưng lùng chân này. Gà anh có đau chân đâu. Thế mày có nhìn thấy là con nào ra khỏi lồng trước không? Úi giời, biết đâu gà tao ra khỏi lồng trước đá nhau với lồng gà mày thoát ra. Sao gà em đâu trước? Thì mới biết được đá vào đầu gà tao cứng quá, xứng. Tao lao đấy. Quái mà. Gà 30 lại đòi đá với gà 25 à. Úi giời, gần chết toi rồi các bạn. Gà nó lại không có cười. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.